Đây là những bài viết xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Nội dung những bài viết này không đồng tình với quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vì cho rằng việc học sinh lớp 3 và lớp 4 học tiếng Trung Quốc là không cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quyết định trên là hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thẩm định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ đã phê duyệt sách giáo khoa tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2023 đợt 1, Bộ sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp 5, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4. Dự kiến trong tháng 12 năm 2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Bộ đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.